xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một con máy bu lông sử dụng pin thương hiệu của Makita ha. Nó sẽ có một cái dòng chữ Makita nè. Và bên đây thì nó sẽ có một cái tem thông số. Ở đây thì nó ghi là Makita Impact Brand Lithium Ion M8-24. Siết tối đa của nó sẽ là 880 Nm/m. Tốc độ của con máy sẽ là từ 0 cho tới 2400 vòng trên phút, từ 0 cho tới 3200 vòng trên phút. Thì con máy này mình mua có mấy trăm ngàn à. Bởi vì cái này nó chỉ là Makita nhái thôi ha, chung phải hàng chính hãng nha nè. Cái motor nó sẽ có chữ BL nè, thì nó sẽ sử dụng là động cơ không chở than ha. Màu xanh này nó là nhựa cứng nè. Còn cái phần màu đen này thì nó sẽ là cao su, mình nhấn nó lúng lúng vô nè, sẽ bao quanh ở bên hông nè, rồi ở dưới cái phần motor và ngay chỗ cái tay cầm luôn. Trên đây sẽ là cái bộ phận chụp búa của nó nè, sử dụng là cái đầu thẩu 1/2 inch nha. Dưới đây sẽ là cái cò bóp, và cái này sẽ là cái nấm đảo chiều ha. Ăn cách chân pin này nó là 40mm, nó là chân pin Makita thông dụng ha nếu nha. Anh em có những cái cục pin thương hiệu của Makita chính hãng nè, hoặc là những cái cục pin Trung Quốc nó nhái cái mẫu của Makita đó, thì anh em cũng có thể mình lắp vô đây để mình sử dụng thoải mái lắm ha. Đầu tiên thì mình sẽ lắp cái cục pin Hukan này vô xem thử như thế nào anh em. Trên đây nó sẽ có một cái bảng mạch điều khiển nè. Thì hiện tại bây giờ cục pin của mình nó đang đầy là 100% ha. Em có thể mình bấm để mình tùy chỉnh chế độ, thì nó sẽ có hai tốc độ, một tốc độ nhanh và một tốc độ chậm ha. Đó, cái này chắc là nhanh thôi nè. Bây giờ chuyển qua chậm nè. Cũng khá là êm luôn ha. Bây giờ mình lắp thử cục pin Makita xem như thế nào ha. Tốc độ chậm nè. Mình bấm cái nữa, nó chuyển qua tốc độ nhanh. Thảo chịu nha anh em. Trên đây thì anh em thấy nó sẽ hiện cái màu xanh ở bên cái cục tròn tròn nè. Tức là nó sẽ chuyển qua chế độ tự ngắt ha. Khi mà anh em không muốn sử dụng chế độ này đó, anh em bấm một cái nữa thì nó sẽ trở về bình thường nha. Hoặc là ở nhà anh em đang sử dụng những cái máy của những cái hệ pin của hãng khác đó, cũng có thể mua những cái đế chuyển này nè, mình lắp vô mình sử dụng thì cũng ok luôn ha. Khi sử dụng xong thì mình sẽ gỡ ra ha. Đấy, Milwaukee nè, cũng vậy luôn, mình sẽ nhét cái đế vô trước. Và cuối cùng sẽ là cục pin thương hiệu của Daewoo ha. Ở nhà mình có rất là nhiều mấy cái đế này nè, xài rất là đã luôn. Thì mình cũng có làm một cái clip để mình review, mình test những cái đế chuyển này nè. Anh em nào mà chưa xem thì mình sẽ để cái đường link ở trên đây, anh em nhấp vô đó tham khảo chơi cho vui ha. Ok, ngon lành anh em. Bây giờ mình sẽ đo kích thước của con máy để cho anh em dễ hình dung ha. Đầu tiên thì mình sẽ đo chiều dài của nó. Từ cái đầu khẩu cho tới cái đuôi máy nó tầm cỡ 19cm. Khi mà không tính đầu khẩu đó thì nó tầm cỡ 16.5cm ha. Cao của nó mình đo từ ở trên nè cho tới cái chân pin thì nó tầm cỡ 21.5. Khi mà anh em lắp cục pin 4A vô đó thì nó tầm cỡ 25.5cm ha. Ở đây thì mình có cây cân nè, cân xem trọng lượng của con máy là bao nhiêu ha. Ở đây thì tổng trọng lượng của nó sẽ là 1.854kg ha. Nhiều khi trong video anh em cũng khó hình dung đó. Ở đây mình có một cái con chuyên dích của Makita nhái nè. Mình sẽ để kế bên cho anh em dễ hình dung ha. Máy của mình nó khá là bự anh em. Và bây giờ mình sẽ đem con máy này ra ngoài sân để mình test thực tế cho anh em dễ hình dung ha. Và ở đây thì mình có một số những cái con bu lông nè. Bây giờ để mình bắn thử xem còn sao nha anh em. Nó là cái đầu 36 nè. Cái này nó là 41 và cái này nó là 65 ha. Em nhìn thấy 65 thì nó rất là khủng anh em. Đầu tiên thì mình sẽ lắp cái đầu khẩu số 36 vào ham trước, mình còn cái con nhỏ 32 nữa mà giờ nó bị tuôn găng rồi, mình chưa có mua được cái bu lông mới đó. Bởi vậy thôi cho qua ha, mình test mấy con bự đi cho nó đã anh em. Ở đây thì mình sẽ chỉnh số 2 cho nó siết vô nha. Tiếp theo sẽ là cái đầu khẩu 41 anh em. Thì cái này nó sử dụng cái đầu bu lông 3/4 nè, và cái máy của mình thì nó xài đầu 1/2 đó. Bởi vậy mình sẽ lắp thêm cái đầu chuyển này vô ha. Đó, thường thường những cái bu lông bự đó nó xài đầu cỡ 3/4 trở lên anh em. Và cuối cùng sẽ là cái đầu 65 ha. Wow. Rất là khủng anh em, nó bự như cái chén vậy đó. Chơi thử coi sao nha. Wow. Rất kìa.
thì mình đã dùng con máy này để mình siết cứng hết mấy cái đầu này nè. Bây giờ để mình lấy những cái con máy nhỏ này mình bắn ra thử coi được không nha anh em. Đầu tiên sẽ là con ốc số 36 ha, thì là bắn vô nè. Còn mình gặt qua đây nó là mở ra ha. Hiện tại bây giờ thì cái cục pin của mình nó đang đầy là 4 nấc nè. Trên đây thì mình sẽ chỉnh cái số 3, cái số cao nhất của nó ha. Cái này nó bắn ra không nổi ha. Bây giờ để mình gỡ ra đi, mình sẽ test thử trên con máy Gigit này ha. Thì cái con mới nãy, cái con màu xanh mới nãy nó tầm cỡ 200 mấy newton á. Còn con Gigit này nó tầm cỡ 300 newton thôi em. Đây mình chỉnh số 3 nè. Và cục pin của mình thì nó đang đầy 100% ha. Cái này là siết vô nè, bắn ra mình sẽ gạt qua đây ha. Rồi, không nổi luôn hả em. Rất là cứng luôn ha. Tiếp theo mình sẽ test thử trên con Deathtone 380 ha. Nói chung là mình test mà, bởi vì ở nhà có gì đó mình lôi ra mình test chơi cho anh em tham khảo nha. Là siết vô nè, bắn ra là mình gạt qua đây nè ha. Bắn ra thì nó sẽ có auto với lại bắn thường ha anh em, nó không có số ha. Rồi không nổi luôn ha. Chắc chắn là cái con này nó sẽ trên 380 newton anh em. Mình sẽ test thử trên con Deathtone 550 ha. Ở đây thì cục pin của mình nó còn có 3 nấc có 5 chế độ. Mình sẽ chỉnh cấp độ 5 ha, cấp độ cao nhất anh em. Đây là bắn vô nè, chặt qua đây là bắn ra nè ha. Ngon lành hết em. Ok, 550 mở ra nha. Tiếp theo mình sẽ test thử trên con ốc 41 nha. Vòng 1 thì nhẹ nhàng luôn ha. Đây vẫn là chế độ nè, siết vô bắn ra ha anh em. Đó, số 5 nha. Wow. Ngon lành luôn ha, nhưng mà nó hơi lâu xíu ha anh em. Rồi và cuối cùng sẽ là con ốc số 65 ha. Đó, 65mm nè anh em. Wow. Rất là khủng rồi anh em. Đây thì cũng là siết vô bắn ra nè. Đầu xem nha, cũng là số 5 luôn nha. Thôi thì nó mở không ra anh em. Thôi để mình coi lại coi. Nè, số 5 nè. Đó, gạt qua, gạt lại nè. Đó, bắn ra là như vậy nè anh em. Nè, để mình quay cho anh em xem nè. Đó, bắn ra nha. Lại một cái nữa coi sao nha. Không ra anh em. Rồi, bây giờ mình thử trên cái con Makita này lại coi sao nha. Cái này là bắn vô nè. Cái này là bắn ra nè. Đó, thì nó siết vô thì để coi nó mở ra được không nha. Không biết sao mở ra không được ta. Và con ốc này nó cũng khá là khủng đó. Bây giờ mình đem con Milwaukee của mình ra test thử coi sao nha. Cái này thì cái lực mở ra tới gần 1900 anh em. Để mình coi coi số 3 nè. Pin của mình nó đang đầy là 100% ha. Và ở đây thì chế độ bắn vô nè. Rồi mở ra nè. Đó, lắp vô chơi thử nha anh em. Anh em nhìn thấy mình bóp á là nó đi nè. Lạnh anh em. Đi ra là cái máy này nếu mà anh em sử dụng để mình bắn từ con ốc 41 trở lại đó thì ok, cỡ con ốc 65 thì phải sử dụng những cái máy khủng hơn thì mình xài mới ok ha. Thì sẵn tiện ở đây mình lấy thử cái con Deathtone 550 này mình bắn vô, rồi mình lấy con Makita nhái này mình mở ra thử xem coi sao nha anh em. Ở đây thì mình để chế độ là bắn vô nè, ở đây thì mình sẽ chỉnh là số 5, số cao nhất luôn ha. À, tiếp theo sẽ là con ốc số 41 ha.
bây giờ mình sẽ lấy con Makita này mình bắn ra thử còn sao nha anh em. Ở đây mình đang chỉnh là bắn ra nè, con máy này nó chỉ có chế độ là tự ngắt nè, cái chế độ là bắn ra bình thường ha. Đó, mình sẽ chỉnh bình thường nha anh em. Cũng khá là nhẹ nhàng ha anh em. Tục con 41 ha. Rồi, rất là nhẹ nhàng luôn ha. Rồi, thì tiếp theo mình có con Milwaukee nè. Bởi vậy mình chơi luôn. Mình siết hai con ốc này lại, rồi mình cho hai con máy kia mở ra coi sao nha anh em. Đó, nói chung là test thử chơi cho vui vậy thôi. Số 1, số 2 nè. Thôi, để cỡ số 2 nha anh em. Tại vì số 3 chắc chắn là hai con kia nó mở không ra rồi. Để bắn vô nè. Đó. Còn 41 luôn ha. Bây giờ mình cho con Makita mở ra trước anh em. Đây, đầu số 36 nè. Bắn ra ha. Nè, bắn vô nè, bắn ra nè. Đó, chế độ bình thường nha anh em. Ok, ngon lành luôn ha. Đây, ở ra. Tiếp tục con số 41 nha. Wow. Ok, ngon lành anh em. Thì con xanh nó ok rồi đó. Bây giờ để mình bắn vô lại, mình test trên con đét tông còn sao nha. Tiện mình test chơi gì đó còn sao ha. Số 41 luôn ha. Để tông anh em. Mở ra thử rồi sao. Đây mình vẫn đang để là số 5 ha. Hay là siết vô nè. Bắn ra là bấm vào đây ha. Ok, rất là nhẹ nhàng anh em. Đây con ốc số 41 nha. Ok, ngon lành hết em. Qua bài test, mặc dù nó là con máy nhái chỉ có vài trăm ngàn, nhưng mà mình thấy nó cũng khá là mạnh và làm việc cũng rất là hiệu quả anh em. Thì bây giờ mình sẽ khui toàn bộ con máy này ra để xem cấu tạo bên trong của nó như thế nào luôn ha. Bên trong con máy thì mình thấy cái nhựa này nó cũng khá là dày anh em. Trên đây người ta có thiết kế những cái xương để nó ôm cái motor của mình nè, cũng rất là hợp lý nha anh em. Ở đây là cái chân tiếp xúc của cục pin nè. Trên đây sẽ là cái bảng mạch điều khiển của nó ha. Đây mình nhìn thấy nó đã đủ keo kính mít hết trơn rồi ha. Nó có một cái con tụ nè, nó ghi là ICGE105C rồi nè. Bên dưới nó sẽ được là bằng nhôm. Và trên đây anh em nhìn thấy nó cũng có mã số nè, rồi thương hiệu rồi nè, cụ thể rõ ràng hết trơn ha. Và ở đây là cái cò điều tốc nè. Cái thương hiệu của nó sẽ là Zinzun 42V DC 0.2A nè. Trên đây là cái nút đảo chiều nè. Cái này là cái đèn LED của nó anh em. Và ở đây sẽ là động cơ của con máy ha. Thì con máy của mình nó sẽ sử dụng là động cơ không chổi than anh em. Cái này nó là cái cánh quạt tản nhiệt nè. Ở đây nó sẽ có một cái con bật đạn cũng khá là bự luôn ha. Thì mình gỡ nó ra xem cần sao nha. Đó, và đây sẽ là cái bộ phận nhông của con máy nè. Và cái động cơ của mình thì anh em nhìn thấy bên trong nó có dây đồng rất là nhiều luôn nè, sáng giới luôn ha. Tiếp theo sẽ là cái bộ phận búa của chúng ta anh em, cũng khá là nặng luôn ha. Mình có cây cân nè, cân thử coi nó là bao nhiêu ha. Thì tổng trọng lượng của nó sẽ là 1kg 32g anh em.
Wow. Rất là khủng luôn ha. Và đây sẽ là bộ phận đầu búa của chúng ta ha. Đây sẽ là cái đầu chữ T của mình nè. Đây sẽ là cái cụm búa của nó ha. Anh em nhìn thấy nước nhôm nó làm cũng khá là sắc sảo luôn ha. Bên trong thì mỡ bò nó chét cũng khá là nhiều luôn nè. Cái này thì mình có thể mình gỡ ra luôn nè. Ở đây thì nó sẽ có tổng cộng là 3 cái bánh răng ha. Thì sẵn ở đây mình có cái thước kẹp nè. Mình sẽ đo những cái bộ phận này để cho anh em dễ hình dung ha. Đầu tiên thì cái bản mạch của mình ha anh em sẽ tầm cỡ 8.2mm. Còn cái con tụ của mình nó sẽ tầm cỡ 10mm ha. Phía trên đây sẽ là cái bộ phận motor của con máy nè. Thì mình sẽ đo cái chiều ngang của nó trước. Nó tầm cỡ 49.8mm. Còn cái chiều dài của nó thì mình chỉ đo cái dòng phe thôi ha. Thì nó tầm cỡ 28.1mm ha anh em. Ở đây thì cái đầu búa của mình nè, mình đo thử cái nhông coi sao nha. Cái nhông này thì nó dày cỡ 9.8mm nè. Còn cái cục búa ở trong đây, cái chiều ngang tầm cỡ 49.7 nè. Chiều dài của nó sẽ tầm cỡ 36.8mm ha. Thì mình đã test và bung toàn bộ con máy này ra rồi ha. Thì anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm này thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả, anh em nhấp vô đó để tham khảo ha. Thì anh em nào thấy video ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì mình ấn vô nút đăng ký bên đây, gần nút cái chuông. Khi nào có video mới thì anh em mình cùng vô luôn ha. Rồi các anh em đã xem video, chúc em một ngày vui vẻ nha. Bye bye.